dãi quê mình trăm mến ngàn thương. Có lẽ những người Việt Nam lưu vong như chúng ta chính là những người luôn luôn thấp thỏm mong chờ đến ngày hội Tết hơn ai hết. Một phần vì Tết đã là một nghi lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung. Không có ngày nào trong năm mà quan trọng hơn 3 ngày Tết. Tết là dịp để đoàn viên sum họp với những người thân trong gia đình, thăm viếng ông bà, thầy cô, bạn hữu, và cũng là thời điểm để mỗi người chúng ta kịp nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm và dọn lòng nghênh đón những tháng ngày tươi đẹp sắp đến với tâm tình ôn cố tri tân. Mộ đức lúa vàng làng quê Sơn Mỹ, tư nghĩa Bình Sơn rừng mía ngọt ngào. Hơn thế nữa, hầu hết người Việt hải ngoại chúng ta luôn đón Tết với niềm hoài vọng về cái Tết cố hương, nơi có những cái Tết tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm, những cảm giác rộn ràng khi nghe hàng loạt pháo nổ giòn hay những rạo rực mong chờ được mặc bộ đồ mới, được nhận lì xì hay những nụ cười rạng rỡ bên bếp lửa giao thừa. Thiên ân điềm hà sông trà con đây, tình yêu trong tôi như dòng nước đầy. Dù rằng ngày nay Tết hải ngoại cũng không thiếu gì thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, nhưng chắc chắn rằng chẳng có Tết nơi nào bằng những cái Tết quê hương. Tấm lòng những kẻ tha hương lại càng đau đáu, khắc khoải hơn bao giờ hết. Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương, bao đời còn đây. Vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phúc mặc niệm bắt đầu. Thưa quý vị thân hữu, kính thưa quý vị cha bác và anh chị em đồng hương Quảng Ngãi, trong mấy tuần qua, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã nô nức tổ chức đón chào mùa xuân mới, xuân Ất Mùi. Nói đến mùa xuân, người ta thường liên tưởng đến cây chồi nảy lộc, chim trời ca hát,
mùa xuân là biểu tượng của tình yêu, của sự sống và niềm hy vọng. Chính vì vậy mà mùa xuân luôn luôn được đón tiếp bằng tất cả sự nồng nàn, trân trọng qua nghi thức đón Tết âm lịch hàng năm. Tết âm lịch là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục tốt đẹp cần được bảo vệ và duy trì. Trên tinh thần đó, hôm nay chúng ta hội tụ về đây trước là để dâng hiến vé lễ cùng đón mùa xuân, cùng nhau tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, chung lòng cầu nguyện cho dân tộc và đất nước Việt Nam được trường tồn. Trân trọng kính chào. Sự ra đời của Hội Đồng Hương Quảng Ngãi Dallas Forward hơn 5 năm trước đây cũng đã phần nào giúp cho cộng đồng người Quảng Ngãi chúng ta giảm được nỗi cô đơn, lạc lõng mỗi khi đón Tết trên xứ người. 5 năm chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để đồng hương chúng ta tìm đến và gắn kết cho nhau, tạo thành một nền móng vững chắc cho tương lai. Sự thành công này cũng chính là sự thành công của tất cả quý đồng hương, của những tình nguyện viên, sáng lập viên và đặc biệt là cựu ban chấp hành. Chúng tôi xin thay mặt ban điều hành Hội Đồng Hương Quảng Ngãi kính chúc quý đồng hương và quý thân hữu một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.